đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Sao lòng thần thờ kêu la cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lén chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng yêu đậm sâu có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo anh cắm câu tính toán trong đầu, nhật quyết đón em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Giang nhét sắp sân, không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bới bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia năm chục lon, đồng phòng ăn ai lo cút lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui. Lo măng ăn, không là tiêu, anh em chi cút đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ lâu. Thưa họ nhà gái, hôm nay tôi xin thay mặt xin phép họ nhà trai, đại diện họ trai xin phép nghe gái đi diệu về tham gia buổi lễ ăn hỏi anh đâu hai ông ngoại kia nè, anh ngoại hai bên hai ly cũng nhau, ông ly anh ông ly rồi ông bên kia ông ly rồi hai ông cũng nhau nhận cái lễ. Và cái thứ gì là chúng tôi thấy là hai bên gia đình của họ cái chúng ta cùng đang sử dụng cái đề toán giờ. Còn phía trước nữa thì cùng với phong tập người ta đến với hình thể chúng ta cùng với một cái vật rất là trọng trọng. Vì thế chúng tôi cũng sẽ được nhắc nhở đến các bạn được cô dâu đề cử đón tiếp con em, chúng ta có thể chuẩn bị ra phía trước cổng hoa để cùng nhận quà. Rượu hồng mình cùng nâng ly em ơi, hai ta về chung ngôi nhà. Thưa má thưa ba, con xin chào tình nàng khất hoa. Kiếp sống sang giàu cùng xây, mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em, tình ta chẳng mơ phai. Sắp sinh, ta cho nhau đôi mắt long lanh nụ hôn tràn đầy. Bao năm gian lao, giờ đã có dư anh vẫn cưới em. Ruộng đồng to bay, ôi là lướt con sông. Ba má anh đây đang nông to cháu bồng. Và ngày nay thì chúng ta thấy là phải đồng hành trai đến cùng với các bạn như thế này thì chúng ta cũng dùng cái tờ xin mời ngoài ra sẽ có đơn là giới thiệu chương trình để mà cứu người đến ngày nay. Thì lời đầu tiên thì cho tôi xin gửi lời chào và cảm ơn toàn thể nội ngoại của trung tâm và anh chị em bạn bè của trung tâm đã tham dự buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay của các cháu. Đầu tiên tôi xin giới thiệu, tôi là tên là Mai Xuân Hoài, bố của cháu Ánh. Và có đôi lời phát biểu về cuộc ăn hỏi ngày hôm nay thì đoàn nhà trai chúng tôi gồm có bố mẹ
bố mẹ của chú rể, các cô, các cậu và của chú rể. Sau một thời gian gặp gỡ và tìm hiểu thì đôi bên gia đình đã nhất trí và mong muốn hai cháu tiến tới hôn nhân gắn bó cuộc sống cùng nhau từ nhân dịp hôm nay ngày lành tháng tốt. Thì gia đình họ nhà trai chúng tôi có đem được sự thủ các lễ vật để xin cảm ơn. Cảm ơn thứ nhất đến họ nhà gái có công nhìn lúc bà để hướng khó đông và tin tưởng đã gửi lắm là cháu họ nhà trai chúng tôi. Bên nhà thảo nhà trai chúng tôi đều mong muốn hạnh phúc của hai cháu được gắn bó lâu dài và bền lâu. Và hai bên gia đình sẽ cố gắng ngày càng tin tưởng với nhau hơn để cùng vun vén hạnh phúc của hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của những người đang ở đây cũng như những người bác của hai ba chú tôi. Hai họ cứ thương họ nhà gái. Gia đình nhà gái chúng tôi hôm nay tôi xin thay mặt cho nhà gái để phát biểu một số vấn đề mà họ nhà trai muốn vừa thông tin. Kính thưa họ nhà gái, trước hết là gia đình họ nhà trai chúng tôi xin cảm ơn tổng đồng của họ nhà trai đã đến họ nhà gái trong buổi lễ hôm nay. Thì hôm nay có một số vấn đề, thứ nhất là về phần lễ thì gia đình chúng tôi xin ghi nhận và cảm ơn. Phần thứ hai là bằng sức lễ thì gia đình chúng tôi cũng xin ghi nhận và cảm ơn. Phần thứ ba là phần hai bên gia đình kết xuôi thông gia với nhau thì gia đình họ nhà gái chúng tôi cũng xin đồng ý theo ý của họ nhà trai mới vừa thông báo. Sau cùng thì gia đình họ nhà gái chúng tôi cũng mong muốn rằng hai cháu sẽ được trong năm hạnh phúc và hai xuôi gia của chúng ta ngày càng bền chặt đóng góp cho hai cháu về tương lai mai sau. Xin cảm ơn họ nhà trai và xin chân tình kết nối giữa tình xuôi gia giữa họ nhà trai và nhà gái. Được mời họ nhà trai đến để theo cho hai cháu. Cứ còn sao hai cháu được mãi mãi hạnh phúc, gia đình và gia đình đôi bên được gắn bó với nhau lâu dài hơn. Và chương trình ngày hôm nay thì chúng ta nấu cho ăn cá bằng cục vàng, cho anh biết yêu, cho anh rước được ngày. Tiếp theo, xin cho phép anh được nói lên bao điều. Em biết không, tụi anh rất là cứng đầu, nhưng vì em nên là không sao đâu. Chỉ cần ta thấu hiểu, ta sẽ càng thương yêu. Vì nhiều khi tương lai sẽ chẳng như mơ, còn nhiều bọn bè lo âu cho u sầu. Mai cứ vui lên đi, vì bên cạnh em sẽ có anh được cạnh bên. Đưa em đi làm đi, cha mẹ đi xa, đưa em hạnh phúc chắc là đâu là nhà. Anh chỉ muốn cả đời làm chồng yêu của em. Hành trình anh yêu dấu chẳng đời, chỉ có em làm bạn đời. Thật may mắn khi anh nhận ra đã yêu đúng người. Tìm được em giữa thế gian chắc chắn là định mệnh đó. Vì có em làm bạn đời.
tuyệt vời hơn trên thế giới này khi chúng ta có một người để yêu. Và tuyệt vời hơn biết bao nhiêu khi người ấy cũng xem chúng ta là cả thế giới. Và để mong rằng bạn sẽ tìm được một nửa kia của mình, sẽ biết thấu hiểu, lắng nghe và chia sẻ. Cảm ơn đền họ của con trai đã
rất là nhiệt tình và đến với gia đình bên này đó, em xin chân thành cảm ơn. Như vậy thì chúng tôi cũng xin được thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn sự diện của tất cả quý vị. Chính sự diện quý vị đã nói lên tình cảm mà quý vị từ quán dành cho hai cháu. Xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành đạt. Và cái tiệc mừng đính hôn ngày nay sẽ được gia đình chúng tôi đón quý vị cũng vào lúc 11 giờ. Thì chúng tôi cũng xin cho chúng tôi vài phút thời gian để cùng quý vị thì trong thời gian trở lại chuẩn bị này chúng ta xin mời tất cả quý vị. We're on top of the world now, darling, so don't let go. Can I call you mine? So can I call you mine now, darling, for a whole lifetime? My heart finally trusts my mind, and I know somehow it's right. And oh, we got time, yeah. So darling, just say you'll stay side. And oh, we got love, yeah. But darling, just where you stand, right by my side. We're on top of the world. We're on top of the world now, darling, so don't let go. I got something to say. Perfect. Top of the world now, darling, so don't let go. One, two, three, four. And oh, we got time, yeah. We got love, so darling, just where you stay, right by my side. And oh, we got love, yeah. Darling, just where you stay, right by my side. I'll love you forever.
don't you know you really took a hold of my heart? Then the color hit the canvas right from the start.